Chào tất cả các em học sinh khối lớp 12 trường Trung học Thâm Nguyễn Hiền. Hôm nay thầy sẽ tiếp sức cho các em một số nội dung liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Nội dung thầy chia sẻ hôm nay rất gần với đề thi minh họa lần thứ 2 của Bộ Giáo dục. Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh từ nhóm gồm 4 học sinh nữ và 5 học sinh nam? Ở đây các em thấy nhóm học sinh có 9 học sinh. Chọn 3 học sinh không yêu cầu nam nữ. Do đó kết quả là C9.3 bằng 84. Câu số 2. Cho cấp số nhân có U1 bằng 2, U2 bằng 16. Tìm công bậu quy của cấp số nhân đó. Ta đã biết cấp số nhân có UN cộng 1 bằng UN nhân quy. Vậy theo đề, quy là bằng U2 chia U1 bằng 8. Trong điểm minh họa, người ta cho cấp số cạo. Bây giờ thầy cho cấp số nhân. Tương tự, thầy ra tất cả các cao theo điểm minh họa. Câu số 3. Tìm nghiệm của phương trình 2020 mũ 2021x bằng 1. A mũ x mà bằng 1 thì x bằng 0. Tương tự, các em cho 2021x bằng 0, tức là x bằng 0. Bài toán này ta cũng có thể sử dụng máy tính để thử. Câu thứ tư. Tính thể tích khấu hộp chữ nhật có chiều rộng bằng 2, chiều dài bằng 3, chiều cao bằng 4. Ta biết thể tích khấu hộp chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao. Vậy kết quả là 24. Câu số 5. Tìm tập xác định của hàm số y bằng logarit thập phân của 2020 trừ x. Ta biết điều kiện của logarit là 2020 trừ x dương. Do đó ta có kết quả tập xác định d bằng âm vô cực đến 2020. Tất cả những bài này thầy chừa ô trống. Các em có thể tự thao tác vào đây cho đáp số. Câu số 6. Cho fx là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. Tìm mệnh đề đúng. Các em thấy câu A là thiếu c, thiếu dx. B là thiếu c. Câu D là các em thấy f lớn x nằm trong dưới dấu tích phân bất định là không đúng. Vậy đáp án đúng là C. Câu số 7. Cho khối chốt có chiều cao bằng 3A. Đáy là một hình vuông cạnh bằng A. Tính thể tích khối chốt đó. Ta biết V chốt là bằng 1/3 lần diện tích đáy nhân chiều cao. Vậy thu được kết quả là bằng A mũ 3. Câu số 8. Cho khấu trụ có chiều cao bằng A và bán kính đáy bằng A. Tính thể tích khấu trụ đó. Ta biết V trụ là bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích của đường tròn pi r bình.
nhân hot và kết quả là bằng pi a mũ 3. Các em lưu ý ở đây vì đề nó rất là dài, thầy sẽ cố gắng giải phần nhận biết thông hiểu một vài bài vận dụng, và đồng thời thầy cho luôn đáp số, các em có thể tự kiểm tra vì thời lượng có hạn. Câu số 9, cho mặt cầu có bán kính bằng 2, tính diện tích xung quanh mặt cầu đó. Ta có diện tích cầu là bằng 4 pi r bình, vậy đáp số là 16 pi. Câu số 10, tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy r và đường cao h. Ta biết diện tích xung quanh là bằng pi r nhân l. Các em có thể vẽ nhớp hình nón ra đây thì thấy đường l chính là cạnh huyền, do đó bằng r bình cộng h bình. Kết quả là pi r nhân căn bậc 2 của r bình cộng h bình. Qua đây thì chúng ta chú ý 10 công thức sau đây. Trong 10 công thức này có ít nhất 3 câu sẽ ra thi. Thể tích lập phương bằng a mũ 3. Thể tích hộp chữ nhật bằng dài nhân rộng nhân cao. Thể tích khối chốt bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Tương tự thể tích chốt thì thể tích nón cũng bằng 1/3 lần diện tích đáy nhân chiều cao. Diện tích đáy là diện tích của đường tròn, do đó nó bằng 1/3 lần pi r bình nhân h. Về lăng trụ thì không có 1/3, bằng diện tích đáy nhân chiều cao thôi. Về trụ thì lại giống với về lăng trụ, cũng bằng diện tích đáy nhân chiều cao, mà diện tích đáy là diện tích của đường tròn, do đó bằng pi r bình nhân h. Diện tích xung quanh nón bằng pi r nhân l. Diện tích xung quanh trụ thì bằng 2 pi r nhân h. Các em lưu ý công thức này là thầy trải ra, bình thường thầy dạy là thầy trải ra hình chữ nhật đó. Diện tích cầu là bằng 4 pi r bình. Thể tích khối cầu là 4/3 pi r mũ 3. Các em lưu nhớ công thức này. Câu số 11. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x bình phương cộng 2020. Ở đây các em chỉ việc lấy đạo hàm 3x bình trừ 6x. Y phải có 2000 là 0,2 trăm trái ngược cùng. Các em có thể lập bảng biến thiên nhanh và cho kết quả là khoảng 0,2. Trong đề thi các em lưu ý, cũng có thể người ta lấy một khoảng nghịch biến là khoảng con của khoảng này, ví dụ khoảng 1,2, khoảng 0,1, vân vân. Câu số 12, cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như sau. Các em nhìn vào bảng biến thiên. Tìm số nghiệm của phương trình 2fx cộng 5 bằng 0. Các em thấy ở đây fx nó sẽ bằng trừ 5/2. Trừ 5/2, các em kéo ngon qua phía dưới số trừ 2 này, cắt một điểm, tức là có một nghiệm. Câu 13. Với A là số thực dương khác 1, tính logarit cơ là căn A của A nhân căn A. Cách thứ nhất, các em có thể sử dụng máy tính thay A bằng một số bất kỳ, ví dụ số 2 hay số 3, cho đáp số là 3. Tuy nhiên, về bản chất thì mũ nằm phía trên này, các em đưa xuống
Mũ nằm dưới cơ, đưa ra lá nghịch đảo. Bằng 3. Câu 14. Tìm điểm cực tiểu của hàm số y bằng 2x bình phương trừ x mũ 4. Đây là hàm số bậc 4 trùng phương có hệ số A âm. Tức là parabol ấp xuống. Parabol ấp xuống. Một là hàm số bậc đồ thị số bậc 4 ấp xuống. Vậy kết quả điểm cực tiểu là x bằng 0. Các em lưu ý là thầy chừa khoảng trống này để cho chúng ta tự thao tác vào đây, thao tác nhanh vào đây. Câu 15. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y bằng 2x chia x cộng 1. Khi nói đến tìm cận đứng, các em cho dưới mão này bằng 0 này. X bằng trừ 1. Câu 16. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số các em có thể sử dụng máy tính tính lim. Còn thầy giải nhanh, đây là hàm nhất biến. Tìm cận ngang là hệ số đi với x bên trên là 2020, hệ số đi với x bên dưới là trừ 1. Đáp số là y bằng 2020. Câu số 17. Đồ thị sao là của hàm số nào? Các em sẽ nhận thấy đây là dạng đồ thị của hàm bậc 3. Như vậy câu D là bỏ. Ta thay thử x bằng 0 thì y bằng 1. Như vậy chỉ còn đáp số B thôi. Các em thấy thầy không cần giải. Chỉ dựa vào hình dạng đồ thị và cho x bằng 0 là phát hiện ngay. X bằng 0, y bằng 1. Đáp số B. Nắm được hình dạng của đồ thị rất là quan trọng. Câu số 18. Tìm tập nghiệm của bậc phương trình sau đây. Logarit thập phân của 2x trừ 4 nhỏ thu 1. Thì đối với bài toán bắt phương trình logarit, các em thường hay quay điều kiện. Ở đây điều kiện là 2x trừ 4 phải dương, tức là x lớn hơn 2. X lớn hơn 2. Khi đó 2x trừ 4 nhỏ thua 10 mũ 1. Vậy x lớn hơn 2 nhỏ thua 7. Các em lưu ý, trong đề thi cũng có thể người ta hỏi là có bao nhiêu số nguyên thuộc tập nghiệm của bậc phương trình. Có nhiều bạn bị cụt một ngón tay đếm thiếu. Các em lưu ý. Một nội dung liên quan đến phần nguyên hàm. Trong đề thi chắc chắn họ sẽ ra một câu lý thuyết liên quan đến những công thức nguyên hàm này. Các em cần phải thuộc. Ở đây thầy không nhắc lại. Trong sách giáo khoa có rồi, thầy định hướng cho các em có thể về tự xem lại thôi. Còn thầy chỉ rà theo đề thi minh họa lần 2. Câu số 19. Cho tích phân đi từ 0 đến 4, fx dx bằng 4. Tích phân đi từ 3 đến 4, fx dx bằng 1. Hỏi tích phân đi từ rô đến 3 của fx bằng bao nhiêu? Ta sử dụng tính chất tích phân. Tích phân đi từ rô đến 3 cộng tích phân đi từ 3 đến 4. Thì bằng tích phân đi từ rô đến 4. Vậy tích phân đi từ rô đến 3 sẽ bằng 4 trừ 1. Kết quả bằng 3. Câu 20. Tìm số phức liên hợp của giấy bằng 1 cạn căn 3y. Các em lưu ý, ở đây phần thực không có. Số phức liên hợp chỉ thay đổi dấu của phần ảo. Vậy ở đây giấy ngon bằng
kết quả các em bỏ vào đây viết ngon bằng trừ một cạn kem 3i. Các em nhớ giúp dùm đây là viết ngon. Câu 21, cho hai số phức viết 1 bằng 3 cộng y, viết 2 bằng 1 trừ 4 y. Tính modun của viết 1 cộng viết 2. Các em lấy viết 1 cộng viết 2 là bằng 4 trừ 3 y. Vậy modun chính là căn bậc 2 của 4 bình cạn trừ 3 bình, 5. Câu 22, tìm điểm biểu diễn của số phức z bằng 2020y trừ 2019. Các em lưu ý, điểm biểu diễn phải để phần thực trước, trừ 2019, phần ảo sau, 2020. Câu 23, trong không gian OIZ tìm tâm mặt cầu có phương trình x bình cộng y bình cộng z bình cộng 2x trừ 4z trừ 1 bằng 0. Hoành độ tâm, lấy hệ số đi với x chia cho trừ 2, kết quả là trừ 1. Hệ số đi với y không có, 0. Hệ số đi với z là trừ 4 chia trừ 2, kết quả bằng 2. Câu 24, trong không gian OIZ tìm tọa độ vector pháp tuyến của mặt phẳng phê có phương trình là 2x trừ y trừ 3 bằng 0. Đi với x là 2, đi với y là trừ 1, z không có. Cũng có thể người ta ra vector pháp tuyến là trừ 2, 1, 0, tức là k nhân cho n. Câu 25, trong không gian OIZ tìm tọa độ hình chiếu của điểm M lên trục OIZ. Các em chú ý, lên trục nào thì giữ kết quả tọa độ trên trục đó, còn lại bằng 0. Vậy đáp số là 0, 0, trừ 1. Nếu chiếu lên mặt cũng tương tự như vậy, chiếu lên mặt XOI thì giữ x giữ y, z bằng 0. Câu 26, trong không gian OXYZ tìm tọa độ vector chỉ phương của đường thẳng D có phương trình x bằng 2t, y bằng 3, z bằng 2 trừ 3t. Vector chỉ phương là đi với t, như vậy là 2, 0, trừ 3. Cũng có thể người ta nhân thêm số trừ 1 thì nó sẽ ra là trừ 2, 0, 3. Câu 27, trong không gian OIZ cho đường thẳng D có phương trình, chúng ta quan sát trên màn hình, tìm điểm thuộc đường thẳng D. Các em thay tọa độ từng điểm một vào trong phương trình này, nếu thấy đúng thì thỏa thì thuộc, còn không đúng thì thôi. Thay thế điểm C, 1 trừ 1 là 0 chia 3 bằng 0, 2 trừ 2 bằng 0 chia 3 bằng 0, z cộng trừ 1 bằng 0 chia bằng 0. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án C. Câu 27, trong không gian OIZ cho 3 điểm ABC lần lượt có tọa độ, viết phương trình mặt phẳng ABC. Ở đây các em nên dùng phương trình đoạn chán, x trên 1 cộng y chia trừ 2 cộng z chia 3 bằng 1, quy đồng lên cho đáp số đây.
Câu 28. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y bằng x cộng 1, x trừ 1 trên x cộng 1 trên đoạn 0 đến 2020. Thông thường các em làm bài toán này là dùng máy tính, một bài. Tuy nhiên ở đây bước nhảy rất khó xác định. Vậy các em sẽ thấy ta đạo hàm ở đây là hàm số này luôn dương, có đạo hàm luôn dương, tức là hàm số đồng biến. Hàm số đồng biến thì hàm số đạt giá trị lớn nhất khi x bằng 2020. Vậy đáp số là 2019 trên 2021. Câu 29. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng a mũ 4x trừ 2 nhân a mũ 2x cộng 2. Các em có thể đặt t bằng a mũ x, đặt t bằng a mũ x t dương, t bằng a mũ x t dương, rồi đạo hàm cho đáp số kết quả là 1. Câu 30. Tìm tập nghiệm của bậc phương trình 4 mũ x trừ 2 mũ x trừ 2 âm. Tập nghiệm này chứa bao nhiêu số tự nhiên? Ở đây các em có thể đặt t bằng 2 mũ x. Tuy nhiên ở đây là một phương trình bậc 2, thầy giải luôn trang trái ngược cùng cho 2 mũ x lớn hơn trừ 1, nhỏ thua 2. Như vậy x là nhỏ thua 1. Vậy có một số tự nhiên, đó là số 0. Vậy kết quả ở đây là 1. Vì thời lượng không cho phép nên thầy chỉ cho chúng ta 30 câu mức độ nhận biết thông hiểu. Thầy hy vọng rằng các em, đặc biệt là các em học mức độ trung bình, sẽ làm tốt 30 câu này. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi ngày 9, ngày 10 tháng 8. Xin chào các em.